chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Rò rỉ ảnh cưới cực phẩm 19 năm trước của MC Quyền Linh và bà xã Doanh Nhân, thật sự ngưỡng mộ. MC Quyền Linh và bà xã Doanh Nhân Dạ Thảo kết hôn vào tháng 9 năm 2005. Sau thời gian tìm hiểu khá dài, cả hai tiến hành về chung một nhà trước sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người. Lễ cưới được tổ chức ở hai nơi là Quy Nhơn, quê nhà cô dâu, và tại thành phố Hồ Chí Minh. Lễ cưới MC Quyền Linh và bà xã được tổ chức tại một nhà hàng nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Vẻ ngoài phong độ của MC Quyền Linh và nhan sắc cực phẩm của bà xã Doanh Nhân Dạ Thảo đang trở thành chủ đề cực hot. Được biết, những hình ảnh này đã được đăng tải cách đây 2 năm, nhân kỷ niệm 14 năm ngày cưới của MC Quyền Linh và Doanh Nhân Dạ Thảo. Phía dưới bài đăng, Doanh Nhân Dạ Thảo chia sẻ: "Chàng nói gì mà nàng lại cười tươi thế? Thật ra là chàng đang ngân nga câu ca. Tết này anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Và kể từ mùa thu năm ấy, bài ca Tết cho em cứ theo nàng đi cùng năm tháng, bất kể mùa gì và bao nhiêu mùa nữa." Sau khi những tấm hình cưới của MC Quyền Linh và Doanh Nhân Dạ Thảo được đào lại và bỗng trở thành tâm điểm, người hâm mộ đã để lại rất nhiều bình luận khen ngợi cho vẻ ngoài phong độ của MC Quyền Linh cùng nhan sắc cực phẩm của Dạ Thảo. Nhiều netizen còn nhận xét rằng visual ấn tượng của ái nữ nhà Quyền Linh là do hưởng hết gen trội từ bố mẹ. Cô Dạ Thảo đẹp như hoa hậu luôn. Bố mẹ thế này còn cực phẩm là đúng rồi. Gia đình cực phẩm là có thiệt mọi người ạ. Ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình này lắm luôn. Mong gia đình cô chú mãi hạnh phúc. Con là fan cứng của gia đình mình ạ. Có thể thấy, dù không hoạt động trong giới showbiz, nhưng nhan sắc xinh đẹp trẻ trung của Doanh Nhân Dạ Thảo vẫn thu hút sự chú ý của công chúng mỗi lần xuất hiện. Nhan sắc hai ái nữ nhà Quyền Linh và Doanh Nhân Dạ Thảo được cộng đồng mạng nhận xét là thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố và mẹ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.